Nguồn gốc sức mạnh các thanh kiếm của Asta cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn là một bí ẩn. Không tính thanh katana của Yami, sát ma kiếm, cự ma kiếm, diệt ma kiếm của Asta đều được thừa hưởng từ Led, thủ lĩnh tộc Elf. Thế nhưng đã có khá nhiều tình tiết cho thấy Led không phải chủ nhân đầu tiên của các thanh kiếm mà Asta đang sử dụng. Ma đạo thư 4 lá của Led cho phép sử dụng kiếm ma pháp. Với kiếm ma pháp, Led chỉ có thể tạo ra các thanh kiếm mana, không thể tạo ra các thanh kiếm vật lý. Ngoài ra, nếu như các thanh kiếm mà Asta đang sử dụng được tạo ra từ ma pháp của Led, thì Asta đã không thể triệu hồi sử dụng các thanh kiếm này bởi vì Asta không có mana. Cho nên có thể nói Led cũng giống như Asta, cũng chỉ là người được kế thừa. Và câu hỏi đặt ra là các thanh kiếm của Asta được tạo ra từ lúc nào, tạo ra với mục đích gì và ai mới đủ khả năng chế tạo ra các thanh kiếm đặc biệt như thế. Dựa theo kho tàng kiến thức được kế thừa từ các nữ hoàng tiền nhiệm đời trước của Lolo Pesca, chúng ta được biết, cách đây rất lâu đã có một nhóm người tiến hành nghi thức phát triển Kilifort, mở ra các cánh cổng minh phủ để cho ác ma tràn vào nhân gian. Các pháp sư từ đó đã chiến đấu kiên cường, thành công đánh đuổi được ác ma, nhưng hậu quả là 90% dân số thế giới bị tiêu diệt. Có thể nói con người đã giành chiến thắng trong đại chiến ma nhân lần thứ nhất. Thế nhưng, cùng với việc 90% dân số bị tiêu diệt, nhân giới có lẽ cũng đã bị tàn phá nặng nề. Tôn quốc được thành lập cách đây 1.200 năm. Có thể nữ hoàng đầu tiên của Tôn quốc có tham gia vào công cuộc đánh đuổi ác ma. Sau khi giành thắng lợi, bà đã lập ra Tôn quốc để chung tay vào công cuộc tái thiết nhân loại. Đó là lý do Pito nhận định, lần mở cửa địa ngục đầu tiên mà Lolo Pesca nói đến diễn ra cách đây khoảng 1.200 năm, sát với thời điểm thành lập Tôn quốc. Có thể các thanh kiếm của Asta cũng được tạo ra trong khoảng thời gian này, trong đại chiến ma nhân lần thứ nhất. Vương quốc Kelover trước đây có 3 chủng tộc cùng sinh sống, đó là con người với trí thức về khoa học và ma pháp cũ. Tộc Elf được mana tự nhiên ưu ái, tộc người lùn sở hữu nhiều năng lực đặc biệt. Mỗi chủng tộc đều có một điểm mạnh khác nhau, nhưng để tạo ra các thanh kiếm đặc biệt thì có lẽ chỉ có tộc người lùn với khả năng đặc biệt của mình mới có thể làm được. Trong thần thoại Bắc Âu, người lùn được biết là những bậc thầy trong việc khai thác, chế tạo vũ khí cho các vị thần. Nghi thức phát triển Kilifort đã dừng lại sau khi Asta sử dụng vô hạn trảm, chém đôi vật chứa khổng lồ của Lucifer giải cứu Yami và William. Quá trình hiện thân của Lucifer chỉ hoàn tất một nửa. Chắc chắn Tabata sẽ không để tên ma vương bị đánh bại khi mới chỉ sử dụng 50% sức mạnh. Sacred đến với thế giới con người bằng viên ma thạch thứ 11, viên ma thạch mà Yuno đang sở hữu. Và trong chapter 320, chúng ta lại được nhìn thấy Yuno xuất hiện với một chiếc áo bị rách ở phần ngực, lòi ra viên ma thạch một cách đáng ngờ. Pito tin rằng Lucifer sẽ có cách để hiện thân 100% ở thế giới con người. Và không chỉ Lucifer mà tất cả ác ma tối cao cai quản các tầng địa ngục cũng sẽ đến được với thế giới con người bằng cách nào đó, khiến cho cán cân về sức mạnh nghiêng hẳn về phe ác ma. Để cứu nhân giới thoát khỏi thảm họa diệt vong, phe con người cần được bổ sung về mặt sức mạnh. Tộc người lùn sẽ xuất hiện cùng với tổ tinh linh Gnome, tinh linh mạnh nhất trong tứ đại tinh linh. Và nếu các thanh kiếm của Asta được tạo ra từ tộc người lùn, họ sẽ giúp cho Asta khai phá được toàn bộ sức mạnh các thanh kiếm, ban cho Asta một thanh kiếm mới, hoặc hợp nhất các thanh kiếm trở thành một thứ vũ khí tối thượng không ngán bố con thằng ác ma nào. Đó là viễn cảnh Pito với trí tưởng tượng phong phú của mình có thể nghĩ đến cho cuộc chiến tại Vương quốc Spay. Thế nhưng sau màn chơi ngu test độ bén sát ma kiếm của Lucifer trong chapter 318, Pito có một giả thuyết thú vị hơn nhưng cũng không kém phần thuyết phục. Đó là thanh kiếm của Asta được tạo ra từ một ác ma. Lucifer có thể tò mò về thanh kiếm không được tạo ra từ ma pháp, nhưng Pito tin rằng Tabata sẽ không dành hẳn hai trang truyền chỉ đến nói về cái bản tính trẻ trâu cục xúc của Lucifer, trong khi có khá nhiều nhân vật chưa có cơ hội xuất hiện. Có thể Lucifer thấy thanh kiếm của Asta nhìn quen quen, có thể thanh kiếm của Asta ẩn chứa một thứ sức mạnh nào đó đến từ Minh Phủ. Hôm nay, Manam cùng Pito đến với giả thuyết Baon, ác ma tựa rè, nguồn gốc các thanh kiếm của Asta. Trước khi đi vào nội dung chi tiết video, anh em có thể ủng hộ Pito bằng cách bấm like video này, subscribe kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Arigato. Ác ma xuất hiện theo thứ tự dựa theo Kilifort trong Demonology, thì tiếp sau Abramelech sẽ là Baon. Baon được biết là chúa tể của một trong các thợ rèn đầu tiên trong thần thoại, là ác quỷ thợ rèn. Baon sở hữu rất nhiều thứ vũ khí ba đạo, sử dụng chúng để chiến đấu với tư cách là một vị tướng thống lĩnh cả một binh đoàn ở địa ngục. Nếu như Baon sẽ là ác ma tối cao tiếp theo xuất hiện tại thế giới con người, nếu như Baon đúng là ác ma thợ rèn và là ác ma tạo ra các thanh kiếm của Asta, thì tại sao các thanh kiếm của Asta có tên gọi là sát ma kiếm, cự ma kiếm và diệt ma kiếm?
không lẽ Ban tạo ra để tiêu diệt đồng loại của mình? Và các thanh kiếm của Ban tồn tại ở thế giới cao ngời trong hoàn cảnh nào? Nói về tên gọi các thanh kiếm của Asta, mình lấy ví dụ là thanh sát ma kiếm, chúng ta có thể hiểu theo hai cách. Sát ma, kiếm là thanh kiếm được dùng để đột sát ác ma, nhưng nếu là sát, ma kiếm thì nó sẽ được hiểu là thanh ma kiếm được dùng để đột sát. Nếu như hiểu theo cách thứ nhất thì có thể các thanh kiếm của Asta được tạo ra từ người lùn. Còn nếu hiểu theo cách thứ hai thì các thanh kiếm của Asta có nguồn gốc từ thế giới ác ma, những thanh ma kiếm. Có thể ba anh có tham gia trong đại chiến Kilivot lần thứ nhất, sử dụng các thanh kiếm này để đàn áp bè lũ phàm nhân. Kết thúc đại chiến, bằng cách nào đó ba anh bị đuổi về Minh Phủ, bỏ lại các thanh kiếm ở thế giới cao ngời. Một thành viên nào đó của tộc F đã nhặt được, sau đó lưu truyền qua nhiều thế hệ đến thời đại của Lich. Tất nhiên điều này không có nghĩa là Ban cũng không có ma pháp giống như Asta. Theo Demonology, Ban không chỉ là ác ma thợ rèn mà hắn ta còn sở hữu khả năng tạo ra bão tố sấm sét. Có thể Ban không chỉ làm kiếm vì đam mê, mà các thanh kiếm còn hỗ trợ hắn ta trong việc thi triển ma pháp, gia tăng sức mạnh cho các đòn tấn công. Giống như Asta, các thanh kiếm hỗ trợ cho cu cậu rất nhiều trong việc giải phóng sức mạnh triệt ma pháp. Mỗi thanh kiếm của Asta có một điểm mạnh riêng. Mình sẽ phân tích sức mạnh từng thanh kiếm để anh em có thể hình dung. Trường hợp Asta có thanh kiếm thứ 5 được tạo ra từ Baon hay tộc người lùng, thì thanh kiếm này phải có đặc điểm gì để biến Asta trở thành một chiến binh bất khả chiến bại? Đầu tiên là thanh sát ma kiếm. Lưỡi của sát ma kiếm có khả năng cắt xuyên qua ma pháp. Bề mặt thanh kiếm có thể phản lại ma pháp và có thể hóa siêu to khổng lồ để ngăn chặn các đòn tấn công trên diện rộng. Sát ma kiếm có thể sử dụng để tấn công lẫn phòng thủ và chiến đấu cận chiến. Thứ hai là cự ma kiếm. Thanh kiếm này có khả năng hấp thụ ma pháp của đối thủ rồi phản ngược lại. Với thanh kiếm này, Asta có thể điều khiển ma pháp của đối thủ, tấn công tầm xa bằng cách tạo ra các nhát chém chứa sức mạnh triệt ma pháp. Thứ ba là diệt ma kiếm. Với thanh kiếm này, Asta sở hữu khả năng gọi là nhân quả phá vỡ, hấp thụ loại bỏ tác dụng ma pháp bằng cách loại bỏ quan hệ nhân quả, giống như kiểu không có lửa thì sẽ không có khói. Khi Asta giơ thanh kiếm lên, thì cả khói và lửa đều tan biến. Một thanh kiếm dùng để tấn công và phòng thủ, một thanh kiếm điều khiển ma pháp, một thanh kiếm loại bỏ các hiệu ứng ma pháp. Để có thể đánh sòng phẳng với Lucifero, Asta cần phải cải thiện tốc độ, thể chất và cả sức mạnh triệt ma pháp. Asta cần một thanh kiếm có thể cường hóa những hạn chế nêu trên. Anh em nghĩ sao về thanh cường ma kiếm? Đến với thế giới con người, ba anh đòi lại thanh kiếm của Asta. Asta không chịu, cả hai lao vào bam nhau nhiệt tình. Với hào quang nhân vật chính, Asta đánh bại được ba anh. Trước khi chết, Ban trao cho Asta thanh cường ma kiếm. Asta với thanh kiếm mới trở thành nhân tố chủ chốt sử đẹp về lũ ác ma. Thế còn anh em, nếu có giả thuyết nào thú vị hơn thì hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.